em á, thông cảm. À, có gì đâu, em cũng ở cả nghe nó cũng nói lúc em mới tưởng nó là người quen cơ. Em bảo quay người quen định nhớ nhớ xong có ai không? Em quán này hả? Không, em bạn đó, bạn của bé kia đó. Không phải bán. Gà mắt gà ra mất gì. Anh ủng hộ em rồi, có em giới thiệu thêm nữa, em nói cô đó nữa thì thôi anh không. Đúng không? Còn trong cậu hồ. Có gì đâu. Thì thế lúc em có tưởng là đi với anh Hải rồi nó biết đúng không? Dạ. Biết rồi. Là phải ok mẹ. Đúng rồi, sao mất nè nãy em ta nói xuống về nè. Ủa anh em mình chưa giờ không nói muốn nói thằng em. Thằng em biết sao không? Đặt ta nói chú anh lên đai rồi. Chiều nay lên đai rồi. Thuốc là khói hút là rớt xuống.
Bác ở đâu? 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 Bác ở đâu?
Nói đùa với chú Hải. Quá nhỏ mà làm đi mình nhớ với nhau rằng không có ai đó mới ngồi đấy thôi đấy rồi thằng nào sao người việt con gái ơi đấy đi cà phê có chưa ở chưa có đỡ anh chai nước đi. Sinh tố mà anh gọi sinh tố mà anh gọi sinh tố mà anh em bé làm sinh tố rồi không sinh tố và sinh tố rồi Thank you.